tại Hà Nội đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt Hà Nội, Huế, Sài Gòn nhân kỷ niệm 60 năm ngày ba thành phố kết nghĩa. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, cùng dự có lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Huế. Chương trình đã tái hiện lại lịch sử hào hùng của dân tộc qua các giai đoạn, những hoạt cảnh và các ca khúc bất hủ đã làm sống lại khí thế hào hùng mà ba thành phố lớn Hà Nội, Huế, Sài Gòn đã sát cánh cùng nhau đi qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, cho đến khi non sông thống nhất, ngày mà Huế cầm tay Sài Gòn, Hà Nội trong ngày vui đại thắng. Những ca khúc trữ tình cũng đã gắn kết khơi dậy niềm tự hào về ba thành phố lớn của đất nước, thể hiện tình cảm gắn bó của ba thành phố trong những năm tháng kháng chiến và trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh giao lưu và hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.